Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm nay một khối không khí lạnh mới lại tăng cường xuống nước ta theo hướng lệch đông. Vì thế, toàn miền Bắc Bộ trời vẫn có mây nhiều, mưa nhỏ mưa phùn trộn lẫn làm cho nền nhiệt giảm nhẹ trở lại. Vì nền nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay và ngày mai, ở khu vực các tỉnh phía đông Bắc Bộ nhiệt độ cũng giảm xuống còn từ 14 đến 16 độ. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng, trong đó bao gồm cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng hạ còn từ 15 đến 18 độ. Trong đó, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, ít tác động của khối không khí lạnh, có nắng nhẹ về trưa chiều, nên nền nhiệt dao động ở ngưỡng từ 20 đến 23 độ. Dự báo, đến tối và đêm nay sang đến sáng sớm ngày mai, Bắc Bộ cũng sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn, tình trạng rét đậm rét hại vẫn còn tiếp diễn ở khu vực vùng núi và Trung Du, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 14 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Dưới tác động của khối không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Dự báo trong hôm nay và ngày mai, ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào cho đến khu vực Thừa Thiên Huế sẽ có mưa nhỏ rải rác trở lại, vùng đồng bằng và Thanh Hóa trời rét đậm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở đây sẽ giảm nhẹ. Khu vực phía Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh với mức nhiệt giảm xuống còn từ 18 cho đến 21 độ. Khu vực Trung Trung Bộ và Nam Bộ thì nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam. Từ Quảng Bình cho đến khu vực Thừa Thiên Huế dao động ở mức nhiệt từ 22 đến 24 độ. Với Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời vẫn có nắng nhẹ nên nhiệt độ cao từ 28 đến 31 độ. Lùi xuống khu vực phía Nam, hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang trong thời kỳ mùa khô nên thời tiết phổ biến ít mưa và nắng nhiều. Với nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay và ngày mai cho đến 3 ngày tới, ở khu vực vùng cao Tây Nguyên sẽ dao động trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ, còn khu vực Nam Bộ có mức nhiệt cao từ 31 đến 35 độ. Chuyển sang thời tiết ở trên biển, không khí lạnh tăng cường dự báo trong đêm nay và ngày mai. Ở khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 biến động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Với khu vực phía Nam của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió Đông Bắc cấp 5, có mưa dông rải rác, tầm nhìn xa giảm thấp từ 4 đến 10 km, nguy cơ cao xảy ra tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn tất cả các vùng biển còn lại đều có thời tiết tốt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.